Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1. Tổng quan về tuổi Ất Tỵ 1965 Nam Mạng năm 2022 nhâm dần. Nam Mạng năm 1965 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là xuất huyệt chi xà, tức rắn rời hang. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Mệnh, hỏa gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, hỏa khắc kim, bình thường. Địa chi, tỵ gặp dần, lục hại, không tốt. Thiên can, ất gặp nhâm, bình thường sao chiếu mệnh, sao thái bạch hung tinh, hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn, hạn toán tận, đại hạn, hạn bệnh nặng, hao tài. Vận niên, long đắc vũ. Thái tuế năm 2022, phạm thái tuế hại thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi Kim lâu năm 2022, không phạm Kim lâu, bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà trong năm này. Hạn Hoang ốc năm 2022, không phạm Hoang ốc, bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà trong năm này. Hai, sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Ất Tỵ 1965 Nam mạng. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gà đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối thường xuyên gặp trở ngại không phát huy được hết năng lực của bản thân trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh gặp việc gì cũng cần lưu tâm chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, năm 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi Ất Tỵ 1965 Nam Mạng hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùm hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vận đến thình lình. Đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi như vậy hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó nếu những người phúc đức kém vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông tai nạn sông nước tai nạn lao động máy móc thương tích do ẩu đả hay bệnh huyết áp cao tai biến đột quỵ theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn có thể bị cảm mạo trúng gió bị cướp giật gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông lao động hoặc ẩu đả thương tích kẻ xấu hãm hại căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần thực hiện theo những điều sau thứ nhất tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường dù cho là đi làm ăn đi chơi đi du lịch hay bất cứ đâu như vậy không những tránh được hạn cướp bóc giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình thứ hai trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn kẻo sẽ bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc sức khỏe thứ ba luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả thứ tư không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông thứ năm hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa năng thất thường đề phòng bị cảm mạo hay bệnh tật trúng gió ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Siêng năng chú đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. 4 vận niên năm 2022 của tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng. Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Trong năm nay bản mệnh có nhiều công to việc lớn phải làm, tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, sau được công thành danh toại. Trong năm này bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Năm, tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn Thái Tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm Thái Tuế. Cụ thể tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân Phạm Sung Thái Tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi Phạm Phá Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng phạm Hạn Thái Tuế hại Thái Tuế. 6. Tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng trong năm 2022 có phạm Hạn Tam Tai không? Hạn Tam Tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ ba còn Tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu. Bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi gia chủ tuổi Ất Tỵ theo quan niệm dân gian cần tránh các năm Tam tai, Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022 tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng không phạm hạn Tam tai. 7. Tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà hạn kim lâu có bốn dạng đó là kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bạn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi ất tỵ 1965 nam mạng là 58 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. 8. tuổi ất tỵ 1965 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành sáu cung tất cả trong đó có ba cung tốt ba cung xấu cụ thể như sau nhất cát hay kiết cũng vậy tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt mọi việc hanh thông thuận lợi nhất kiết an cư thông vạn sự nhì nghi tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi nhà cửa hưng vượng giàu có nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi ất tỵ 1965 nam mạng là 58 tuổi âm phạm không hạn tuổi hoang ốc. Năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.